Bắt tiếng đi đã.
Nhau. Con chào ai? Quan chào thầy Hùng. Nay vào muộn quá nhá. Nay thầy dạy hết giờ thầy nghỉ à, dạy đúng giờ thầy nghỉ nhá. Nào buổi trước thầy cho bài tập gì về nhà nhỉ con nhỉ? Thầy cho đặt câu ạ. Ừ, đã làm chưa? Ôi, con vừa gửi thầy luôn. Thế con không ghi ra vở à hả? Lúc con nhìn sang Hả? con đi, tí nữa con học xong thì con chụp ảnh vở, con viết vở xong chụp, con chụp ảnh lại cho thầy. Ừ, nhớ chưa? Wow. Ừ, nào. Nay chúng ta sang Unit 10. People in our streets. À, đêm nay có nghĩa là gì nhỉ? Quên ông hỏi nào. Mọi người trong Trong đâu? Ở đâu? ở đường ạ. Ở đâu nhỉ? Our street. Mọi người ở ngoài đường. No. Ở đường phố của chúng tôi. Nào. Xong chưa? Thôi nào. Let's close your eyes and think about your dream home, okay? Close your eyes and Là think gì thầy? about your dream home. Home là gì? Dream là gì? Dream. Làm gì nào? Đầu tiên là làm gì đã? Nhắm mắt vào à? Ừ, sau đó làm gì nhỉ? Think. Nghĩ về Nghĩ về cái gì? nhà của mình à? Nhà mình mơ ước được chưa? Nào, bây giờ hãy đóng anh ngồi thẳng lên nào con. Nào, hãy nhắm mắt vào nào và thầy sẽ hỏi các câu hỏi nào. What does it look like? Là con nhà mình yêu thích là con nhà như thế nào What thầy? does it look like? Là con nhà mình nhìn thấy rồi rồi. Nào, hãy nhắm mắt vào tưởng tượng đi nào. What does it look like? Sau đó trả lời cho thầy. Cái tưởng tượng ngôi nhà của con đi. What does it look like? Nó trông như thế nào? Beautiful or ugly? Beautiful. Is it a house or a Like flat? Là căn hộ. là Nào ngồi hẳn hoi nào. con đang con đang đi. Chờ có một tí. Nhanh nào Vi ơi. Có cửa gì học đi. Nào nhanh nào. Nào, ngồi xuống hẳn hoi nào. Là cái nhà hay nó là cái thổ thầy? Ừ. Nhắm mắt vào nào. A house. Is it tall? Is it tall? Yes or no? Yeah. Is it old or new? New. How many floors has it got? Five floor. Five floors. Yes. And how many rooms are there in your dream home? Six.
Seven room. Seven room. Are there any rooms that are under the ground too? Under the ground. Có tầng hầm không? No. No. Which is your favorite room? We have a computer. Which is your favorite room? Con thích phòng nào nhá thầy? Mm-hmm. I like a room have a computer. Which room? Phòng nào? Phòng của con chứ phòng của ai à? Which room? The floor 3. Phòng nào đấy? Mình đặt tên cho phòng. Now, what can you see from the windows of your dream home? I see many trees. Many trees. What else? Có gì nữa không? Còn gì nữa không nhỉ? And a children. Is there a garden to play in? Có sân chơi để ở trong à? Is there a garden to play in? Có sân chơi trong nào? Nó không có, không có sân, không có vườn luôn. À có, không có. All right, now let's write 10 words to put the gap you choose, okay? Now let's answer me. Who's sitting this text? Is it a boy, girl, woman, or man? Trả lời. Who's writing? Who's writing this text? Is a boy, girl, woman, or man? Ai là người viết cái đoạn văn này đây? Boy, girl, woman, or man. Nào con chọn xem. Con muốn là ai là người viết cái này đây? Boy, okay. Now, which family is the person writing about? Which family is this person writing about? Gia đình con nó đấy mà. Which family? Đọc bài nào. Which family is this person writing about? New. Gia đình nào đấy? Gia đình boy. Nhìn vào đấy xem nào. Gia đình cá. Trả lời tiếng Việt hả? Thầy hỏi con tiếng Việt hả? Fish family. How many people are there in the fish family?
four. Four people. Three people. Có ba người thôi. Mr. and Mrs. Fish have got a son. Có một cậu con trai. Được chưa? Now, let's write 10 words to put the gaps you choose, okay? Now, what kind of information in need in each case? Con cần điền cái thông tin gì vào mỗi cái chỗ này nhỉ? Thông tin về gia đình cá. Con trả lời tiếng Việt thế hả? Mỗi một chỗ cái kìa. Number one thì cần điền cái gì? Number one thì cần điền. I live in a home. Điền từ loại gì, từ cái thông loại thông tin gì vào đấy. Ở đây thì điền là a name này. Thế number two thì điền vào cái gì? About dream. Dream. A number. Rất vớ vẩn nha. Nào, thế bây giờ số 3 xem nào. Số 3 thì cần phải điền cái gì? Điền cái gì đấy? Điền gì nhỉ? Cái gì mà they live in a cái gì đó mà White House nhỉ? Đấy chính là an adjective. Điền cái gì nhỉ? Điền tính từ. Câu số 4 nào. Điền Điền cái gì nhỉ? Hoạt động là gì nhỉ? Chết rồi, hoạt động là gì? Chết rồi. Hoạt động là gì nhỉ? Là gì nhỉ, Bi nhỉ? Ở đây là an adjective. Lại tiếp tục điền. Điền cái gì đây? Câu số 4 cái là điền cái gì kia? An adjective là điền cái gì nhỉ? Tính từ. Nào, câu số 5 nào. Câu số 5 thì điền gì đây? Động từ. Động từ là gì? Quận. Động từ là gì? Cho nghĩ lại nào. Verb, nhưng mà đây có phải điền verb không? A kind of food là gì nhỉ? Là hoa quả. Food cơ mà con, có phải fruit đâu. Ăn. Loại đồ ăn. Tiếp nào. She can play the cái gì nhỉ? Số 6 này điền cái gì nhỉ? Một nơi nào đó. Play the. Chơi. Hả? Ở đây đi anh. An instrument là cái gì nhỉ? Instrument. Bi có biết instrument là gì không? Nhạc cụ. Ghi vào nào. Instrument, nhạc cụ. Có biết nhạc cụ gì không nào? Có biết những nhạc cụ gì không? Guitar, piano. Rồi, guitar, piano. Gì nữa? Hả? Melodium. Violin. Melodium, em thấy. Saxophone. Nói chung là cũng không biết nhiều lắm vậy. Tiếp nào, đến câu số 7 nào. Số 7 này sẽ điền loại từ gì đây?
Cần phải điền cái thông tin về cái gì đây? Food? No, drink. Rồi, food cũng được, drink cũng được, được chưa? Tiếp câu số 8 nào. Cái trường số 8 điền gì đấy? Pet. Pet? No, name. A boy's name. Tại sao lại là pet được? Con trai của ông và của ông bà Fish này thì phải tên của nó, của con trai ông bà tên là gì chứ, sao lại tên lại pet được đúng không? Nào, câu số 9 nào. Animal. Animal. Yeah, an animal. Nào, cái cuối cùng thì sao đây? Cuối cùng thì điền gì nhỉ? Cái cuối cùng điền gì nhỉ? Spot. Spot. Yeah, game hoặc là spot đều được, được chưa? Rồi, về nhà thầy sẽ gửi bài này để điền nhá. Yeah. Ơ, con tự điền con. Con tự điền rồi. Con điền, sau đó thầy sẽ kiểm tra rõ chưa? Now, let's listen and tick the box, okay? Listen and tick the box. Nào, bây giờ Mi đã nhìn vào đây nào, sau đó thì nhầm Bi nhìn vào bài nào. Sau đó thầy sẽ mở bài nghe nhá. Bây giờ đọc đi nào. Xong rồi. NB. People in our street. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. Which is Lily's house? Which is your house, Lily? Is it the one with the grey roof? No. Our house hasn't got a garden and its roof is red. Oh. Okay. And what colour is the door? Blue. My favourite colour. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What's Dan's father doing now? What's Dad doing, Mum? Is he washing his car again? No, Dan. Look. He's playing with the puppy. Ah, oh, great! Can I go and see? Yes, but put your coat on first. 2. What are Lily and Dan playing? Are Lily and Dan playing table tennis? Not today. And Dan didn't want to play football. Oh, so they're playing badminton? That's right. They like doing that. 3. How does Dan's mother go to work? Hello, Dan. How does your mum travel to work? By bus? She goes on the train. It's quicker. Does she ride her bike to work sometimes? No, she never does that. 4. What's on Mr. Field's balcony? Mr. Field's got a new pet, Mum. It's on his balcony. Is it a rabbit? No, it's a parrot. Look. Oh, yes. What kind of pet would you like? A kitten. 5. Who's waiting at the bus stop? Is that your mum at the bus stop? No, it's my best friend's grandmother. Oh,
Which bus stops there? The number one. It goes to the beach. Ok, con có cần nghe lại không nào? Ok, now, what is Dan's father doing now? Dan's father is playing puppy. With puppy, yes, with a puppy. Là chơi với cái gì đấy nhỉ? Chơi với con bé chó con ạ. Con chó con đúng chưa? Now, number two, what are Lily and Dan playing? Lily and Dan playing badminton. Yeah, they are playing badminton. How does Dan's mother go to work? Dan's mother goes a train. By a train? Yes, that's right. And number four, what is on midfield's balcony? Midfield's balcony is? Parrot. Con gì nhỉ? Con vẹt. Now, who's waiting at the bus stop? The grandfather. Yeah. Grandma. Grandma, not grandpa, okay? Now, any questions for this? Five questions. Any question? Có câu hỏi gì không con? Oh. Now, pronunciation là gì đây nhỉ? Pronunciation. Học về cái gì đây con? Phát âm à? Đúng rồi. Now, in the last question, in B, there were two family guests. What were they? In the last question in B, there were two family guests. What were they? Có hai gia đình. Two family guests. Hai từ về gia đình. Đó là những từ nào? Từ nào nhỉ? Mom and grandmother. Đúng chưa? Mom and grandmother. Nào, cả hai chữ này đều đọc là gì? Cả hai cái chữ thầy gạch chân này đều đọc là âm gì nhỉ? No. Con nhìn lại xem nào. Con đọc cái từ này lên xem nào. Mom. Thế là phát âm này chữ gì? Chữ gì? No, không phải rồi. Tiếp nào. Đọc lên nào, ngồi ở nói nào. Mother. Đọc là chữ A. A. Nào. A. 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 Mom. Mom. Grandmother. 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 Now, sometimes the two letters sound the same. Thì thoảng thì hai cái chữ cái này đều phát âm giống như nhau, được chưa? Now, listen to us. Ten C.
People in our street. Listen to us. My son, my brother, my mother and my uncle are waiting in Uponder Road for the number one bus. Now, how many sounds are there in this sentence? Con nghe được không? Now, how many sounds are there in this sentence? How many? Nghe kỹ nào. 10C. People in our street. Listen to us. My son, my brother, my mother and my uncle are waiting in Uponder Road for the number one bus. How many? Four. No. There are 8. Có bao nhiêu đấy? Có bao nhiêu nhỉ Bi nhỉ? 8 là mấy nhỉ? 8 ạ. Nào bây giờ đọc lại thầy nào. My son, my son, brother, mother, uncle open the number one bus. Nào, đọc cả câu lên con. Bus. Bus. Đọc cả câu lên nào. Đọc cả cái từ hai dòng lên rồi. Ừ, đúng rồi. My son, my brother, my mother and my uncle are waiting in Uponder row for the number one bus. 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 Ở đây chúng ta đang đọc là chữ A mà, đúng không? Thì đây phải đọc là bus chứ con. Được chưa? Now let's take note. Take note now. The words where out is pronounced are as you discover them in the book. For example, another, come, loved, Monday, monkey, nothing, some, someone, something. Những cái từ mà có chữ or được phát âm là a thì thường được viết ở trong vở rồi. Ví dụ được chưa? Là từ another được chưa? Nhưng mà chúng ta có một cái lưu ý ở đây. For your own reference only, notice that in most cases, an out that is pronounced are with have either and. N, M, or L, or W next to it. Ở đây bây giờ mình ghi này là vở rồi. Ừ, đúng rồi. Lưu ý giúp thầy này trong một vài cái. Một vài cái thì là nó cũng đều được phát âm là ấm. À, ví dụ như là N, chữ cái N này, M này, hay là L này, hay là W mà đứng ở cạnh nó được chưa? Thì mình sẽ đọc là ấm. À. Được chưa? Bi có hiểu cái phần này không? Hiểu ạ. Ừ. Nhớ là hầu hết các cái trường hợp mà có mà cái chữ O này này, được chưa? Phát âm là âm A. Khi mà nó đứng cạnh các cái chữ N, M, L, W, được chưa? Ví dụ như chúng ta có từ another thì đứng cạnh chữ O có chữ gì đấy? Chữ gì đây nhỉ? Bi nhỉ? Nào, tí thầy bỏ chép sau thì chép nhá. Another. Nào, thế đứng cạnh chữ O này là có chữ cái gì đây? Chữ cái gì mà? And. Tiếp nào.
Sì. Chữ cái nào? Sì. Em. Ở đây mà. N, M, L, W. Đứng cạnh thì mới đọc là âm A chứ. Còn C đứng cạnh có đọc được đâu. Tiếp nào. L. Yes. N. À M. M, N đều được. Được chưa? Cái này. Cả M, cả N. Được chưa? Tiếp nào. Em. Tiếp nào. Em. Em. Và em. Rồi nào, bây giờ ghi cái nốt. Con chỉ cần ghi cái nốt này vào vở cho thầy được chưa? Biết rõ chưa? Vâng, bây giờ thế mà nó công một tuần nay con ghi đấy thầy. Cái trên thầy đã bảo con ghi chưa? Thầy bảo con ghi chưa? Chưa. Em cứ một mình làm một kiểu nhờ. Khi nào thầy bảo ghi thì ghi chứ. Con ghi bút màu ấy. Ghi xong chưa? Rất là vớ vẩn nha. Bút giết các thứ không ghi cho cẩn thận nha. Ý thầy thầy viết bằng bút chì, thầy bắt viết lại bằng bút mực hết đấy nha. Ghi cẩn thận cho nó đẹp vào nha, nghe chưa Bi? Xong chưa con? Chưa, còn một dòng nữa. Ừ, ghi cho đẹp rồi nha. Xong chưa Bi? Rồi con đang viết chữ ân. Nhanh nào. Xong. Ok rồi, về nhà nhớ học nhá. Được chưa? Về nhà nhớ học. Buổi sau thầy sẽ bù cho mấy phút nữa nhá. Buổi sau sẽ bù được chưa? Buổi sau vào muộn là thầy không dạy nữa đâu ấy nhá. Em bù 5 phút rồi, mai còn 10 phút. Được chưa? Goodbye. Goodbye teacher. Nhớ làm bài nhá. Wow.